Mặc dù trên luật pháp của Nhật Bản là không được phép ký hợp đồng với người lao động là không được phép có thai hoặc là sinh con trong quá trình lao động. Tuy nhiên thì khi mà phía Việt Nam mà cung cấp cho phía công ty Nhật Bản thì họ thường là phải tạo được cái điều kiện thuận lợi nhất để cho mọi người có thể hoàn thành cái thời hạn làm việc. Xin chào quý vị đã đến với chương trình C-Talk, nơi chuyên gia nói. Thưa quý vị, việc mang thai ngoài ý muốn trong quá trình đi xuất khẩu lao động hay là đi du học Nhật Bản không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng mà điều này sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái quy trình sinh sống tại đất nước hoa anh đào và rất có thể là các thực tập sinh hoặc các du học sinh sẽ bị trục xuất về nước nếu như mang thai ngoài ý muốn. Và đây cũng sẽ là mối quan tâm chính trong chủ đề C-Talk người chuyên gia nói ngày hôm nay. Cát Linh xin mời quý vị cùng gặp gỡ chị Hai Gia Si Huệ, là giám đốc chuyên môn của công ty Kokoro Medical, kết nối y tế Việt Nhật. Dạ, em chào chị. Chị ơi, em có một cái câu hỏi đầu tiên mà dành cho chị, đó chính là pháp luật Nhật Bản có quy định thực tập sinh hay là du học sinh không được có thai hay không ạ? Có lẽ là các bạn và các em cũng đã biết rồi, Nhật Bản là một trong những nước mà họ rất là tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là nhân quyền của phụ nữ. Thì trong luật pháp của Nhật là không có nghiêm cấm, tức là người phụ nữ được phép tự do mang thai và tự do sinh nở theo cái nhu cầu gọi là quyền cơ bản nhất của con người đó. Nên là trong tất cả các cái ví dụ công ty, trường học và không có nghiêm cấm là không được mang thai. Ngay cả các em bé ví dụ mới học cấp 2 thôi mà lỡ có thai thì các em bé vẫn có thể lựa chọn là sinh hoặc là có thể bỏ thai theo cái điều kiện kinh tế, theo cái sức khỏe và theo cái tình hình thực tế thì các em có thể có được cái quyền gọi là quyền cơ bản nhất của con người. Dạ thưa chị, đa số các công ty môi giới Việt Nam đều có gọi là có những cái điều khoản trong hợp đồng rằng là người lao động là nữ thì không được mang thai trong thời gian làm việc hoặc là thực tập sinh ở bên Nhật. Thì quy định của các công ty Việt Nam có vi phạm các luật của Nhật Bản như vậy không ạ? Thực tế thì các em cũng biết là luật pháp là một thứ mà tất cả mọi người phải theo. Thế nhưng nó sẽ có cả thêm một cái đó là thực tế Nhật Bản là một trong những nước tư bản. Thì các em hiểu nước tư bản là họ sẽ sử dụng lao động theo đúng cái mục đích và sao cho mục đích nó hiệu quả nhất trong khoảng 3 năm hoặc là thậm chí 1 năm, 2 năm. Nếu mà không có những cái kiểu như là các cái giới hạn thì thông thường là mọi người sẽ không có ý thức rõ phần đó. Mặc dù trên luật pháp của Nhật Bản là không được phép ký hợp đồng với người lao động là không được phép có thai hoặc là sinh con trong quá trình lao động. Tuy nhiên thì khi mà phía Việt Nam mà cung cấp cho phía công ty Nhật Bản thì họ thường là phải tạo được cái điều kiện thuận lợi nhất để cho mọi người có thể hoàn thành cái thời hạn làm việc. Nên là có thể họ sẽ chú trọng cái phần đó để cho các bạn ý thức rõ hơn. Thế còn trong cái hợp đồng của Nhật, chị dám chắc là tất cả các công ty không có điều khoản nào là cấm người lao động không được phép sinh con, không được phép có thai. Nếu mà ai đã là từng làm quản lý tu nghiệp sinh thì thường nếu mà bị hỏi vấn đề này thì mọi người sẽ nói giảm, nói tránh, đi một chiều hướng khác. Chứ mọi người không có đề cập thực tế vào vấn đề đó. Nếu như vậy thì là các công ty Nhật cũng thường sẽ rất là nhấn mạnh cái điều này dành cho các nữ thực tập sinh hoặc là các du học sinh. Vậy thì điều này có được tính là vi phạm pháp luật của Nhật Bản không ạ? Cũng có rất nhiều tranh cãi trong cái vấn đề này thời gian gần đây khi mà có những vấn đề là ví dụ như là người Việt Nam các bạn đang sang đây thì khi mà các bạn sang đây các bạn sẽ theo một visa. Theo cái visa đó thì các bạn phải hoàn thành được, ví dụ như các bạn đi học thì các bạn phải có những cái số ngày đi học tới trường phù hợp. Thì nếu mà các bạn nghỉ trong cái thời gian đó, tức là các bạn không hoàn thành được cái thời gian mà mình đảm bảo để có thể xin được visa, ví dụ tới trường là khoảng 70% hoặc là 80% cái số tiết đó, thì các bạn sẽ khó có thể là tiếp tục để có được visa chẳng hạn. Trong trường hợp mà lỡ có thai chẳng hạn thì nhà trường sẽ xét duyệt và cùng với cả bạn sẽ bàn làm sao để có được những cái giải pháp tốt nhất theo cái nguyện vọng của bạn. Thì cũng có những trường hợp là dù các bạn có nghỉ sinh nhưng các bạn vẫn có thể lấy được visa, thì cũng có trường hợp đó. Tuy nhiên thì mỗi một trường hợp thì bên ví dụ như là bên Cục Quản lý Xuất nhập cảnh họ sẽ xét duyệt
theo những cái trường hợp cụ thể, hoặc là một số những bạn thực tập sinh, tốt nghiệp sinh họ có thai ngoài ý muốn và họ cũng muốn giữ lại em bé và họ có về Việt Nam để họ sinh chẳng hạn, hoặc là ở lại Nhật sinh sau đó thì lại làm hoàn thành nốt cái thời gian mà ký hợp đồng với phía công ty. Thì trường hợp này thì bên công ty chị cũng có hỗ trợ một số những bạn trường hợp đặc biệt đó, nên là nó sẽ không theo một cái nguyên tắc rất là bất dịch thì bất di bất dịch đâu, là đảm bảo 100% là công ty đó sẽ giải quyết êm thỏa cho mình, hoặc là công ty đó giải quyết rất là có tình cho mình. Nhưng thông thường là phía Nhật Bản sẽ có rất nhiều những cái tổ chức hỗ trợ để hỗ trợ các bạn theo cái nguyện vọng là nhất định em muốn giữ lại em bé hoặc là em không muốn giữ em bé, thì họ vẫn tôn trọng cái quyền đó là cao nhất. Sau đó thì họ mới bắt đầu nghĩ tới là vậy thì chúng ta nên làm như thế nào. Còn nếu mà trên cái phương diện trung bình thì mọi người gọi là bình thường thì là các trường học và các công ty vẫn khuyên là mình nên có thai theo một cái kế hoạch cụ thể, chứ không nên kiểu như là thiếu trách nhiệm mà khi mà bắt đầu làm bố làm mẹ trong cái thời gian mà mình đang học hoặc là đang làm việc. Thực tế thì cũng có rất là nhiều trường hợp là thực tập sinh hoặc là du học sinh mang thai xong rồi tự phá thai để níu giữ cái công việc của mình hiện tại, hoặc là bỏ trốn ra ngoài luôn mà nếu như muốn giữ con. Và cũng có trường hợp là phải quay về Việt Nam. Thì những tình huống như vậy thì có dẫn đến những cái rủi ro như thế nào ạ? Rủi ro rất là cao đấy. Vì thực tế là ở Nhật thì nếu mà có một cái thông tin thì có thể là các em nghe đó là ví dụ như là trung bình có khoảng trên 1.000 ca các em bé sinh ra ở Nhật chỉ có 0,9 ca là có tử vong, tức là cái tỷ lệ đó rất là thấp. Sau đó thì ví dụ như là trên 100.000 ca của phụ nữ sinh ý, thì chỉ có 5 ca rủi ro thôi, mà trong khi đó cái tỷ lệ trung bình của thế giới là tận 216. Thì em tưởng tượng nó là gấp 40 lần. Thì nếu mà trường hợp mà các bạn đã lỡ có thai mà các bạn trốn ra ngoài là một, các bạn không có đi khám thai này. Chị nghĩ là trường hợp người Việt Nam của mình thì lúc đó là rất lo lắng, không có một cái điểm tựa và không biết liên hệ cho ai để giải quyết hoặc là để mình có những cái lời khuyên hữu ích nhất, và các bạn mới hành động như vậy. Những cái đó thì mang lại rủi ro nhất định cho bản thân. Vì nếu mà tự phá thai chẳng hạn thì nó cũng rất là rủi ro. Và các bạn cũng không biết là đi đến đâu để có thể thực hiện được hoặc là làm như thế nào. Ít ra là mình tìm được một lời khuyên, thì cái điều đó là chị đã thấy là có rất nhiều những vụ mà đáng tiếc xảy ra ở Nhật này. Với những cái trường hợp thực tập sinh hoặc là du học sinh mà lỡ mang thai ngoài ý muốn như vậy, thì theo ý kiến của chị thì các bạn cần phải làm gì để có được cái sự hỗ trợ gọi là tốt nhất trước khi đi đến những cái quyết định cuối cùng ạ? Gần đây ở Nhật thì ngay cả ví dụ khi mà công ty chị có làm một cái video hướng dẫn về cái quy định mà mang thai an toàn này, sau đó là phá thai như thế nào này, và nếu mà có lỡ có thai thì các bạn nên gọi điện đến đâu và nơi tìm đến sự trợ giúp nào. Và cái video đó thì bên chị có gửi cho rất là nhiều những cái tổ chức mà họ đang có hỗ trợ tu nghiệp sinh ở Nhật. Rất là nhiều bạn khi mà có lỡ có thai thì cũng có gửi tin nhắn đến cái fanpage của bên chị, và bên chị thông thường là sẽ đưa ra những lời khuyên. Bên chị cũng chưa có open quá nhiều, và thông thường là các bạn gửi đến ví dụ một tuần một hai lần, một hai bạn. Thì cũng có những bạn á là có những cái quyết định là ngay từ đầu là em muốn phá, nhưng mà sau khi mà nghe được tất cả các cái thông tin là nếu em sinh ở Nhật thì có những cái chế độ này, nơi em ở thì có những cái phòng khám này, hoặc là cái chế độ sinh khi mà em sinh ở Nhật thì nó có những hỗ trợ này, thì thậm chí là có những bạn sau suy nghĩ sau 1-2 tuần thì các bạn lại quyết định là giữ lại em bé. Thì nó cũng là một cái địa chỉ mà bên chị thì chắc là nếu mà các bạn vẫn có thể gửi thông tin tới, hoặc là các bạn tìm đến các cái tổ chức, thậm chí là nếu mà các bạn ở đấy thì các bạn có thể tới ngay, nó ở Nhật thì nó hay có gọi là ủy ban hành chính, thì trong đó nó có bảo hiểm này, có hỗ trợ về sinh sản này, có những cái thông tin đó này. Tuy nhiên là nếu mà tiếng Nhật thì cũng có những nơi là họ có hỗ trợ ngôn ngữ qua một công ty phiên dịch hoặc là một cái tổ chức khác, thì họ cũng đưa ra những cái lời khuyên rất là bổ ích. Thì chị nghĩ là tu nghiệp sinh và thực tập sinh, những bạn vẫn có giấy tờ hợp pháp thì mình có rất nhiều những cái nơi để hỗ trợ. Trước hết là hỗ trợ để cái thời gian mà mình nên có là quyết định bỏ hay là giữ, thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà chị nghĩ là rất là quan trọng.
Thì bây giờ các bạn có thể lên Facebook các bạn search này, các bạn sẽ cũng sẽ tìm ra được một vài những cái thông tin, và các bạn hỏi hỏi bạn bè chẳng hạn, hoặc là thậm chí hỏi luôn các anh chị mà đang quản lý thực tập sinh của mình và đặt ra những câu hỏi. Thì nói chung là các anh chị cũng cũng biết, nhưng mà thông thường là các bạn sợ, thì cái điều sợ đấy thì nó không tốt cho chính các bạn ấy. Nếu như mà các bạn thực tập sinh hoặc là các bạn du học sinh, các bạn có ý định là sẽ lựa chọn phương án sẽ là phá thai, thì cái việc phá thai nó có được chấp nhận ở Nhật Bản hay không ạ? Và nếu như vậy thì chi phí cho cái việc phá thai nó sẽ như thế nào ạ? Về vấn đề phá thai, muốn phá thai ở Nhật thì các bạn mang thai mà ngoài ý muốn á, thì sẽ có trên luật pháp và sẽ có 3 cái lý do để mà mình có thể lựa chọn. Lý do thứ nhất là về kinh tế, chẳng hạn như là mình không có đủ kinh tế để có thể nuôi con được sau khi mình sinh ra. Lý do thứ hai là lý do là mang thai mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ, tức là bạn có một bệnh gì đó mà khi mang thai nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lý do thứ ba là cái việc mang thai ngoài muốn này nó là một cái lý do ví dụ như là bị bạo hành, hoặc là có những lý do ví dụ như là cưỡng hiếp chẳng hạn, thì đấy cũng là lý do là có thể lựa chọn không giữ lại thai đó đối với cả thai phụ. Và cái việc mà muốn phá thai thì bắt buộc phải phá thai trước 22 tuần. Chi phí cho việc phá thai ấy, thì nó sẽ phụ thuộc theo cái số tuần này, và thậm chí là theo cái phương pháp và theo cái cơ sở, thì chi phí nó có dao động mà không quá nhiều, nhưng mà nó cũng có dao động một chút, để cho các bạn có được cái thông tin là mình lựa chọn phá thai hay là giữ lại thai. Có nhiều chuyên gia tư vấn cho xuất nhập khẩu lao động luôn nhấn mạnh cái điều là các em đã chuẩn bị tinh thần, mình đi Nhật 3 năm thì phải cố gắng là không được mang thai. Thì cái điều đó nó có gây một cái phiền phức rất là lớn cho mình và công ty. Thì theo chị thì quan điểm của chị về việc này như thế nào ạ? Theo quan điểm cá nhân của chị thì chị nghĩ là cái việc mà khuyến khích các bạn là không được phép có thai tại khi trong quá trình tại Nhật Bản, nếu mà được thì chị nghĩ là các công ty sẽ phải chuyển hướng, đó là hướng dẫn các bạn làm sao để có thể không mang thai trong cái thời gian ở Nhật thì nó sẽ quan trọng hơn. Đặc biệt ví dụ như là các cái phương pháp tránh thai và thậm chí là mang thuốc tránh thai tới Nhật như thế nào, và cái việc mà làm sao để có thể không mang thai thì có lẽ là nó sẽ thực tế và nó sẽ quan trọng hơn, mà nó sẽ nhân văn hơn một chút nữa. Thế trong cái trường hợp mà lỡ có thai ngoài ý muốn thì ít ra các công ty cũng nên có một cái địa chỉ, tức là mình sẽ lên giải quyết như thế nào. Vì chị nghĩ là bản thân các bạn không có ai muốn mang thai ngoài ý muốn cả, nhưng mà chưa được giáo dục cẩn thận, chưa được có được những cái thông tin bổ ích. Vì cái nhu cầu gọi như là nhu cầu quan hệ nam nữ ở cái độ tuổi trưởng thành nó là một cái nhu cầu sinh lý rất tự nhiên, và đặc biệt là khi mà xa nhà nữa chẳng hạn. Các em biết là ở Nhật Bản là một trong những nước mà gọi như là rất cởi mở về tình dục, tất cả các từ cửa hàng tiện lợi rồi là tất cả các nơi đều có thể bày bán tất cả mọi thứ liên quan đến vấn đề sinh lý tình dục nam nữ. Cho nên trong một cái môi trường như vậy thì các bạn cũng sẽ tự do hơn rất nhiều, và cái quan điểm nó cũng tự do hơn rất nhiều. Nhưng với một môi trường mà rất là tự do, cởi mở về tình dục như vậy, Nhật Bản thì họ đã được giáo dục, và cái tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn của Nhật Bản nếu so với Việt Nam thì nó vô cùng ít. Khi mà có vấn đề xảy ra thì các bạn lại không dám mở lời để có thể là tìm sự hỗ trợ từ bất kỳ một cá nhân hoặc là một tổ chức nào đấy, và hay giấu, sau đó thì lại hay giải quyết một cách như là không có khoa học này, rồi là thậm chí là phạm pháp này. Đó là những cái điều rất là đáng tiếc, nên là nếu được thì các công ty nên chuyển cái hướng là không phải là cấm, mà có những cái buổi giáo dục định kỳ về vấn đề là sức khỏe sinh sản. Các bạn nữ là nếu được đầu tiên, nhưng mà cả những bạn nam chứ không phải là riêng là bạn nữ. Vậy thưa chị, lời khuyên của chị đối với các bạn thực tập sinh và du học sinh là nữ là gì ạ? Với cả các bạn nữ thì đầu tiên là các bạn phải hiểu về cái khả năng mang thai nó như thế nào, và cái biện pháp tránh thai, cái hiệu quả của các biện pháp tránh thai như thế nào. Biết rõ các cái thông tin để mình khi mà có lỡ những cái chuyện đó xảy ra rồi thì các bạn cứ dũng cảm tìm sự trợ giúp. Thì chị nghĩ là ở Nhật Bản có rất nhiều sự trợ giúp cho các bạn
để cho các bạn có được những cái quyết định đúng đắn nhất. Với những cái thông tin vừa rồi mà chị đã chia sẻ thì em cảm thấy là đây là một cái thông tin rất là bổ ích, mà không chỉ là đối với các bạn thực tập sinh hay là du học sinh ở Nhật Bản, mà ngay cả ở Việt Nam, tất cả mọi người, tất cả mọi bạn nữ đều rất là cần tới những cái thông tin này ạ. Em cảm ơn chị đã đồng ý tham gia chương trình C-Talk của chúng em ngày hôm nay ạ. Rất là cảm ơn chương trình C-Talk đã cho chị có dịp chia sẻ những cái kinh nghiệm hoặc là những vấn đề mà liên quan đến các bạn nữ, đặc biệt là các bạn trẻ về tu nghiệp sinh học thực tập sinh khi mà tới Nhật. Mình đều có những ước mơ, mình đều có những cái nguyện vọng và có những cái dự định trong tương lai, nhưng mà mang thai ngoài ý muốn nó cũng là một trong những việc mà nó sẽ cản trở để các bạn thực hiện được những cái ước mơ của mình. Khánh Nguyên cũng như là chị Hayashiwa rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Sinh Học của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.